Quy xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, ở đây những bạn nào đã từng hay là đang mơ ước lớn lên sẽ trở thành một điệp viên siêu giỏi, siêu ngầu. Và Hà Sam cũng thế. Hà Sam ấy cực kỳ thích làm điệp viên luôn, nhất là sau khi xem những cái bộ phim điệp viên Mỹ, hoặc là điệp viên Anh, hoặc là điệp viên Nga, nói chung là điệp viên của tất cả các nước luôn. Trời ơi, nhìn họ ngầu ấy, Hà Sam lại càng có động lực muốn trở thành điệp viên. Và ngày hôm nay thì Hà Sam sẽ tiếp tục chơi một game mới. Ở trong game này ấy thì Hà Sam sẽ được hóa thân thành một điệp viên, và điệp viên này á phải cực kỳ tỉ mỉ và đưa ra những quyết định cực kỳ sáng suốt. Bởi vì á, nếu mà sai một ly là đi luôn một đời luôn. Và ok, không để các bạn chờ lâu thêm nữa, thì bây giờ hãy cùng theo dõi Hà Sam trở thành điệp viên như thế nào nhá. Nhưng mà trước khi vào game thì các bạn nhớ ấn like và đăng ký và chia sẻ để ủng hộ Hà Sam nha. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng bắt đầu. Đây rồi các bạn ơi, đây chính là nhân vật của Hà Sam. Trời ơi, đầu chọc là biết ngầu rồi. Và trên tay Hà Sam thì các bạn biết không, đó là vũ khí trong kho vũ khí của điệp viên. Trời ơi, có rất nhiều vũ khí luôn. Và càng lên đời điệp viên thì Hà Sam sẽ càng được sử dụng nhiều vũ khí khác nhau. Và ok, bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu. Yeah, đây chính là một cái tên, gọi là cái tên này là giả định thôi, là một người xấu đang đứng ở phía đấy. Thì ôi đấy đấy, mặt hắn á, găm 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 găm, ý là mày vào đây. Ồ, kinh chưa. Và bây giờ thì Hà Sam sẽ phải đưa ra quyết định là bắn, phải một viên là bắn ngay, bởi vì bây giờ Hà Sam là có 5 viên đạn. Nhưng mà bắn một mình nó là không lo. Nhưng mà nếu mà bắn sai một phát thôi nhá, là nó bắn mình lại luôn. Ok, bèm. Các bạn ơi, gục rồi. Wow, bây giờ là có 3 tên các bạn ạ. 3 tên ạ? 3 tên nè, rơi luôn. Lần này 4 tên luôn. Nhưng mà không sao, mình có tận 6 viên đạn cơ mà. Cố gắng không bắn sai nhá, không bắn trượt. Một cái này bắn vật mông luôn. Yeah, che mông nè. Nào, bắn vật chân nè. Đào chân nè. Còn anh nè, anh này cũng rơi nè. Đấy, các bạn thấy không, công việc làm điệp viên ấy cũng rất là vất vả luôn. Trời ơi, lần này á, chúng đứng kiểu gì mà đứng tận trên không chung ở cao được nhở. Không sao, mình sẽ bắn vào giữa này xem nào. Gãy cái thanh này được không? Rồi, rồi, tưởng đứng cao hơn ta. Bọn người xấu này mình sẽ thử bắn vào cái hộp này xem nó có vỡ được cái hộp này không. Yeah, trời ơi, chỉ dập mông thôi là chúng đã bị gục rồi. Wow, bây giờ ấy, mình bị vướng một cái hộp sắt ở đây, làm thế nào đây? Ok nè, mình sẽ cố gắng đẩy cái hộp sắt này rơi xuống vào đầu chúng luôn. Eo ơi, quả này mà mình không bắn trúng ấy là cái quả cầu sắt này là rơi ngược thẳng vào mình luôn. Mình phải cẩn thận nè, cẩn thận nè. Oh yeah. Ê, cái thằng chọc kia, mày ở dưới đấy mày có mát không? Ở trên đấy là mát không? Nó dám chế giễu nhân vật của mình. Trời ơi, được rồi, ở trên cao à, mình sẽ bắn cho chúng ngã xuống luôn nè. Úi dồi ôi, cái điệu nằm ấy, khi mà ngã rồi điệu nằm vẫn kiểu như là rất là đu đưa. Rồi, ai tên, ý trượt. Trời ơi, ngã gì mà cứ như là kiểu như là chim bay phượng múa ấy. Rồi, bây giờ lại càng khó khăn hơn. Thử bắn vào giữa cái thanh gỗ này xem. Giữa thanh gỗ. Giỏi cực kỳ luôn. Wow, 3 viên đạn. Nhưng mà mình để ý là bên kia, phía bên kia xa là có rất nhiều hòn bi sắt khổng lồ. Ok, mình sẽ bắn một cái thanh gỗ đấy để chúng rơi hết xuống đầu nó. Đúng rồi. Đấy đấy, ăn mừng theo cách kiểu ahu. Trời ơi các bạn ơi, các bạn biết không, bọn chúng ấy đứng ở trên một đống mìn luôn. Chúng đang thách thức mình bắn vào đấy. Bởi vì chúng bảo là bắn vào đấy thì chắc chắn là mày cũng tan xác thôi. Thế nhưng mà mình không sợ, bởi vì mình đứng xa rồi mà lo gì. Thử phát biết ngay. Trời ơi. Rồi, lại là một tên xấu giả danh cảnh sát nè. Rồi, mình sẽ bắn cái này để rơi xuống cái đống bom. Rơi xuống bom luôn. Yeah. Wow. Ui, đây là kiểu như là đường hầm của bọn nó hay sao ấy, mà bọn nó mỗi đứa đứng một nơi ấy nhỉ.
Rồi, tưởng đứng đấy mà không ai dám xuống à? Ta không xuống đâu, ta cũng không thèm xuống. Bây giờ ta sẽ bắn cái hòn sắt này xuống. Lèo. Người ta gọi là một mũi tên trúng bốn đích. Tiếp theo nè. Bây giờ mình bắn ông này trước nè. Bắn cái tên này trước đã, xong đó thì mình sẽ bắn vào cái thanh gỗ ở trên xem nào. Bắn thanh gỗ. Ôi đấy. Các bạn ơi, phải đưa ra những cái tính toán ấy thật là kỹ càng luôn. Rồi. Phía bên kia của cái tên người xấu ấy các bạn, đó là một kiểu như là cái hồ axit. Mình sẽ bắn hắn vào đấy luôn. Bắn hắn vào đấy luôn. Tạm luôn các bạn ạ. Trời ơi, các bạn ơi, các bạn thích làm điệp viên không? Nếu mà các bạn thích làm điệp viên ấy giống Hà Sam thì hãy bình luận xuống bên dưới để cho Hà Sam biết với nha. Và các bạn đừng quên là hãy đăng ký để ủng hộ Hà Sam nha. Rồi, thôi chết rồi. Nói chuyện với các bạn mà bây giờ mình bắn linh tinh mất một viên đạn rồi. Được rồi, không sao, vẫn còn 2 viên đạn mà. Cố lên nè, 1 viên rồi. Bây giờ mình bắn vào bên này. 1 viên nữa nè. Trời ơi. Rồi. Chúng ở bên dưới ta thì ta sẽ bắn cái thùng sắt này xuống. Bắn thùng sắt cho bành luôn, bành luôn. Acid này nó tan hết, gọi là nó tan hết sắt xiếc các thứ. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm. Và bây giờ ấy, khi mà làm điệp viên giải quyết những cái tên xấu xa được một thời gian ấy thì mình sẽ có tiền thưởng. Và bây giờ ấy, thì mình sẽ phải đi nâng cấp đồ của mình. Đấy, với số tiền thưởng này là 2,7k này thì mình sẽ mua một khẩu súng nào đấy. Ồ, có một khẩu súng hồng là 1,3k. Mình thấy khẩu súng này cũng được đấy. Được, mình sẽ mua khẩu súng này nha, để bắn tốt hơn, giỏi hơn, chính xác hơn. Rồi. Ê, mày nhìn thấy chưa? Mày nhìn thấy chưa? Tao có súng hồng ấy. Súng hồng không phải BD đâu. À chết rồi. Rồi, trời ơi. Nó ghê gớm không kìa. Mình sẽ bắn vào cái hòm mìn này. Hòm mìn nè. Oh yeah. Đây, tiếp tục bắn vào hòm mìn tiếp. Em, các bạn thấy không? Bên dưới chúng đang nói chuyện với nhau á. Để mình nghe lén xem chúng nói chuyện gì nào. Em này, cái thằng chọc kia ấy, trông nó xấu như con ma mút chuột đi mẹ. Mình yên tâm đi, mình ở dưới này á, nó ở trên đấy á, còn lâu nó mới sờ được đến lông chân của mình. Bọn nó dám chê nhân vật của mình là đầu chọc xấu như là con chuột. Được rồi, mình sẽ cho bọn chúng nhớ đời biết tay ngay. Mình có khẩu súng này á, mình không cần sờ đến lông chân của bọn nó mà bọn nó vẫn nghèo nhá. Ok nè, đấy, thế là không còn gì để nói nữa rồi. À, bây giờ ấy, là hai cái thằng gọi là cái thằng như kiểu là làm ở thuyền cướp biển ấy, nhưng mà bây giờ ấy, không cướp được biển nữa, thế nên là mới lên bờ cướp ấy các bạn. Bây giờ nha, chúng đang nói chuyện đây, mình sẽ bắn vào cái thanh sắt này để nó lăn cái kia xuống, không rồi cái trông nó sẽ rơi vào bọn chúng nha. Đấy 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 đấy, tan tan đủ ấy, mình biết ngay mà, tại vì axit thì nó tan hết sắt xiếc. Rồi, ok, bây giờ sẽ làm bắn cái này, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Rồi, tiếp theo là một cái tên ở tận bên kia. Tên bị cận bên kia. Trời ơi, game này á, cực kỳ hay các bạn ạ. Ôi, chết rồi, nhầm rồi. Bùm. Đấy, phải canh từng ly từng tí một. Rồi, nó đứng ở bên kia, nó dám thách thức mình. Vì thế mà lần này mình sẽ phải tính toán nè. Bây giờ mình sẽ bắn vào đây để cho nó hãy cái thằng này rơi xuống luôn. Hãy luôn nè. Hãy nhẹ vào mông thôi và rơi luôn. Rồi, càng ngày càng khó khăn. Đầu tiên là một cái ông bụng béo ở dưới nè. Trời ơi, axit quá nguy hiểm, quá kinh khủng luôn. Mình sẽ bắn cái dây này trước. Bắn dây này trước nè. Ê, nhưng mà thật là kỳ lạ, tại sao cái thùng mà thuốc nổ đấy nó lại có thể lơ lửng ở trên trời được nhỉ? Mình bắn thế nó không rơi vào người mình mới là siêu ấy. Ê, bắn đây. Trời ơi, nó chết rồi. Còn 1 viên này. 1 viên nè. Trời ơi, vẫn còn 1 tên sống. Rồi, mình sẽ làm lại nè. Đầu tiên là bắn được. Lần này mình bắn một phát thì cả 3 đứa đều chết luôn. Trời ơi. Nào, tiếp tục bắn cái này rơi xuống. Ui, nổ pháo tung trời. Trời ơi các bạn ơi, ở đây có người bị cướp, cần cứu giúp. Là người này hay là người này nhờ? Hình như là cô gái này ấy, là một cô ấy, cô đấy đang kêu cứu cơ mà. Thì làm sao mà cô đấy cướp được? Là cái tên này, chắc chắn là cái tên này. Đeo kính râm là mình đã biết
là cái tên xấu rồi. Ừ, nhưng mà mình cũng đeo kính râm còn gì nhở. Nhưng mà mình không phải người xấu, mình là điệp viên. Rồi, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô cứu tôi với cái thằng kia ấy, nó vừa cướp tiền của tôi đấy. Rồi, cô yên tâm. Bang, yeah. Thế là mình đã cứu cô gái thành công. Rồi, ok, bây giờ có một tên này. Ôi giời ơi. Bang. Tiếp nè. Bang, yeah. Wow, hai cô gái đều bị cướp. Trời ơi, mà mình sao đứng cao vậy? Đứng cao cẩn thận té đau nhá. Rồi, ok, mình sẽ bắn tên này là 1 nè. Tên này nữa là 2 nè. Đấy, các cô gái đã cổ vũ mình. Có nghĩa là mình đã thực hiện đúng. Trời ơi, cô ơi là cô đứng cao thế hả cô ơi? Ui, không được các bạn ơi. Bắn ở trên này. Đấy. Trời ơi, hóa ra ở dưới có một thùng thuốc nổ. Rồi, ok, mình sẽ bắn cái viên này rơi xuống. Bam. Rồi, một cô gái là người tốt cần cứu giúp, còn một bên, còn hai tên còn lại là người xấu. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào mà để có thể giết cả hai tên mà không ảnh hưởng gì đến cô gái? Một tên nè. Wow. Yeah, cô đấy yêu mình cô đấy. Hôn gió. Rồi, tên nè là một nè. Ui, một phát luôn. Nổ banh trời. Ui, trời ơi, sao cái màn này khó vậy? Làm thế nào bây giờ? Mình sẽ phải cố gắng này để không ảnh hưởng đến cô gái vô tội. Ok, ok. Ui, trời ơi, thế là mình hành động sai rồi. Rồi, mình sẽ làm lại nha. Mình sẽ bắn hộp to này xem. Yeah, thế là cô gái an toàn. Trời ơi, một thùng thuốc nổ ở dưới luôn nè. Thùng thuốc nổ. Chết nha. Các bạn ơi, vậy là Hà Sam ấy vừa có một cuộc trải nghiệm thử làm điệp viên 0001. Rất là thú vị và cực kỳ gay cấn. Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Hà Sam từ đầu đến cuối nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.